nếu giàu thì đã giàu rồi, nếu nghèo thì cũng đành thôi tuổi cao sức cứ tàn theo quỷ thời gian cứ vèo vèo mà đi có gì mà phải vân vi muôn đời phải chăng là từ bây giờ sống vui sống khỏe cháu con cậy nhờ thôi đây bạn nhé chia tay chỉ mong các bạn càng ngày món